Xin chào quý vị đã đến với kênh truyền thông chuyên biệt của chúng tôi. Thưa quý vị, chỉ vì những thủ tức giữa người lớn với nhau mà Đỗ Mãnh Triều Minh, chú ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh đã đột nhập vào trường tiểu học nơi có con trai của người hàng xóm đang theo học rồi ra tay hạ sát cháu một cách thương tâm. Không những thế, hắn còn ra tay với giáo viên và nhiều em học sinh khác. Mâu thuẫn gì mà lại khiến cho một con người vốn được đánh giá là hiền lành lại biến mình thành quỷ dữ rồi ra tay tàn nhẫn với một nạn nhân vô tội như vậy? Giáo viên trường tiểu học Đồng Lương, cô giáo Trần Thị Thanh, 41 tuổi, kể lại. Vụ án thương tâm đã xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3 tháng 5. Thời điểm trên, khi đang giờ ra chơi, do trời mưa, nên giờ ra chơi cô đã không xuống văn phòng như mọi khi, mà đã ở lại lớp với các em học sinh. Lúc đó, nhiều em học sinh ra hành lang và xuống sân trường để chơi đùa. Riêng cô giáo Trần Thị Thanh, chủ nhiệm lớp 5A và em Lê Hữu Phước, cùng với một số em học sinh khác, vẫn ngồi trong lớp học. Khi đang đứng ở cửa lớp thì bỗng thấy xuất hiện đối tượng Đỗ Mãnh Triều Minh, sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh. Hắn ta đã đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương Lang Chánh, chạy thẳng lên tầng 2, xông thẳng vào lớp học. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hắn túm cổ em Lê Hữu Phước, rồi dùng hung khí ở trên tay tấn công em liên tục, khiến cho cơ thể em xuất hiện nhiều vết thương. Cô giáo Thanh bỗng chạy đến để can ngăn, bảo vệ học sinh của mình thì đã bị đối tượng này xiên vào vùng tay trái và bị thương nặng. Các học sinh khác trong lớp kêu la và bỏ chạy tán loạn. Sau khi ra tay với cô Thanh và em Phước, khiến cho em Phước gục ngay xuống bàn, đối tượng này đã chạy nhanh ra phía hành lang, xuống thẳng cầu thang và tiếp tục gây ra thương tích cho 4 em học sinh khác. Sau khi gây án, đối tượng liền tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ trốn mất dạng. Ngay lập tức, cô giáo Thanh liền ôm lấy Phước, thấy huyết dịch từ người và tay em tố ra nên đã nhanh chóng bế em chạy xuống tầng. Vừa chạy, cô vừa hô hoán với các thầy cô giáo ở trong trường nhanh chóng đưa Phước đi bệnh viện. Ngay lúc đó thì thầy Lò Văn Thắng đã lấy xe máy chở hai người vào bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh để cấp cứu. Trời vẫn mưa nhưng tôi không kịp mặc áo mưa. Vào đến bệnh viện nghe kêu cứu, các bác sĩ đã đón Phước vào và tôi cũng vào theo. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra mình bị thương ở bàn tay trái, phải khâu 6 mũi. Thương Phước, em đã ra đi oan uổng, đau lòng quá. Cô giáo Thanh òa khóc kể lại. Bác sĩ Hoàng Văn Chính, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh cho biết, nạn nhân thiệt mạng trong tình trạng có 3 vết thương ở ngực, nhiều vết thương ở hai cánh tay, đặc biệt nhiều nhất là ở tay phải. Ngoài ra, em Lê Thị Diệp Tuyền, lớp 3B cũng bị một vết thương ở vùng cổ. Em Phạm Đức Huynh, lớp 4B bị xiên thấu phổi bên phải và một số vết thương khác. Em Lê Minh Triệu lớp 4A bị một vết thương bên thái dương phải và đứt vành tai phải. Em Lê Văn Đồng lớp 5B bị thương ở phần mềm, vùng cổ. Ngoài Phước không qua khỏi thì trong số học sinh bị thương, Huynh là bị nặng nhất và được chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc để điều trị. Các nạn nhân còn lại được chăm sóc tại bệnh viện đa khoa Lang Chánh, sức khỏe đều đã ổn định ngay sau đó. Ông Lê Thiên Quang, hiệu trưởng của trường tiểu học Đồng Lương cho biết, vụ việc này xảy ra trong giờ ra chơi. Lúc đó cổng chính của nhà trường vẫn khóa chặt. Tôi và giáo viên không biết hung thủ đã đi đường nào để vào được trường. Nghe thấy các thầy cô và học sinh kêu to có người bị làm hại, ban giám hiệu và các giáo viên khác liền đưa các em học sinh bị thương đến ngay bệnh viện đa khoa Lang Chánh để cấp cứu. Cả năm em đều là học sinh ngoan, học khá giỏi. Riêng Phước thì trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Phước có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, bố mẹ ly hôn, bố em đi làm ăn xa, còn em hiện tại đang ở với ông bà nội. Sau vụ việc kinh hoàng đó, cả giáo viên, học sinh ở trong trường, ai nấy cũng đều hoảng loạn. Chiều ngày 3 tháng 5, cơ quan công an lấy lời khai của Đỗ Mãnh Triều Minh, 25 tuổi, trú tại xã Đồng Lương. Nghi phạm đã làm hại 6 cô trò, khiến cho nhiều người trọng thương, một người thiệt mạng, để điều tra xử lý vụ án đau lòng, xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 5 tại trường tiểu học xã Đồng Lương. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân của vụ án là do mâu thuẫn với bố của cháu Phước đã khá lâu. Trong khi đó thì gia đình anh Lê Văn Thuận, bố của cháu Phước, lại thường xuyên mất trộm vặt gà và vịt. Chính vì vậy anh Thuận đã nghi cho Minh là ăn trộm, nên tỏ vẻ không hài lòng và nhiều lúc có những câu từ mắng chửi Minh. Chính vì vậy Minh đã thủ tức anh Thuận. Nhưng không ngờ hắn lại nhắm vào cháu Phước để trả thù. Do đó hắn đã mang theo hung khí đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương, làm hại 6 cô trò. Chính là do mâu thuẫn với anh Lê Văn Thuận.
Sau khi hại cháu Phước, đồng thời hại cô giáo Thanh bị thương khi cô ngăn cản, quá trình chạy trốn, Minh đã làm hại thêm 4 em học sinh khác. Đỗ Mãnh Triều Minh là con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Gia đình của Minh và gia đình Phước sống gần nhau. Minh lớn lên không công ăn việc làm nên thường xuyên chơi bời, la cà ở các quán game. Trước thời điểm gây ra vụ án, Minh sinh sống cùng bố mẹ ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Nhà bố mẹ Minh ở gần nhà em Lê Hữu Phước, học sinh lớp 5A, chính là nạn nhân đã thiệt mạng do bị Minh dùng hung khí tấn công vào người. Giữa gia đình Minh và gia đình em Phước không hề có mâu thuẫn trước đó trong cuộc sống. Còn theo người dân địa phương cho biết, Minh là một người ít nói, ít giao tiếp với mọi người trong thôn. Minh ở cùng bố mẹ, sống khép kín suốt nhiều năm nay. Gần như anh ta không hề ra khỏi nhà. Minh lại thường ngủ ngày, ban đêm thì thức xem bóng đá và chơi game. Ông Lê Văn Đồng, trưởng thôn Cốc Mốc tâm sự rằng, từ trước đến nay cuộc sống của bà con nơi đây yên bình và tình cảm lắm. Nhà ai có công to việc nhỏ gì, bà con đều kéo đến giúp đỡ nhau. Còn thằng Minh, gia đình nó cũng khó khăn. Nhưng vì nó không có học hành gì, suốt ngày chỉ ở nhà xem bóng đá và chơi game, nên chẳng mấy lúc mà nó ra ngoài. Bỗng dưng nó cầm hung khí xông thẳng vào trường học, vụt loạn xạ, cướp mất tính mạng của cháu Phước, khiến ai cũng bàng hoàng. Chúng tôi nghi ngờ nó nghiện game rồi gây ra ảo giác. Sau khi gây ra vụ việc nói trên, mình đã bị cơ quan điều tra bắt giữ sau hơn 1 giờ lẩn trốn trên đồi, cách hiện trường khoảng 4 km, tại bìa rừng thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh. Sau khi bắt giữ đối tượng Minh, lực lượng công an đã đưa nghi phạm đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy rằng Minh đã âm tính với chất cấm. Ngày 4 tháng 5, hàng trăm người dân làng Cốc Mốc và học sinh cùng thầy cô giáo của trường tiểu học Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa đã đến và đưa tiễn Lê Hữu Phước, cậu học trò nghèo xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Người học sinh ngoan ngoãn đã ra đi mãi mãi khi chỉ còn đúng một ngày nữa là sinh nhật lần thứ 11 của cậu. Trong buổi lễ tiễn đưa, có rất nhiều các thầy cô, bạn bè đã đến để tham dự. Chứng kiến cảnh tang thương này, hàng trăm người dân, học sinh và các thầy cô giáo trường Đồng Lương đã không cầm nổi được nước mắt. Ngay từ sáng sớm, ngôi nhà nhỏ trong con hẻm ở thôn Cốc Mốc đã đông kín người. Họ đến để chia buồn, thắp nén hương. Mọi người đến tiễn biệt trong âm thầm lặng lẽ, khiến cho không khí nơi đây thêm phần trĩu nặng. Trong đám tang, những người đi dự không ai cầm nổi nước mắt. Tiếng khóc tiễn bạn của các em học sinh, tiếng khóc ai oán của người thân nạn nhân tràn ngập cả đám tang, lại càng khiến cho lòng người xót xa. Nhất là khi nghĩ về hoàn cảnh éo le đáng thương của Phước. Bố mẹ em ly hôn khi Phước còn rất nhỏ, rồi ai nấy cũng đều có gia đình riêng. Phước ở với ông bà nội trong điều kiện khó khăn, tuy nhà nghèo nhưng em Phước lại ham học, là học sinh giỏi của trường. Chị Phạm Thị Xuyến, người thân trong gia đình của em Phước nghẹn ngào. Cháu ra đi đột ngột quá, đau xót lắm. Ngày mai là sinh nhật của cháu rồi, thương lắm đi. Lúc còn sống, Phước là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ học tập. Dù hoàn cảnh gia đình có éo le, bố mẹ chia ly, cháu sống với ông bà nội nhưng lại không nghịch ngợm như bao đứa nhỏ khác. Cháu rất lễ phép với người lớn. Bây giờ cháu mất đi, ai cũng thương. Phước rất ngoan, lễ phép, hàng xóm ai cũng yêu quý em. Nghe tin em phải mất mạng một cách oan uổng, ai cũng đau xót và ngỡ ngàng. Đi sau đám tang của em, chị Hà Thị Nguyệt, mẹ ruột của em Phước đã khóc ngất, cứ đòi theo con trai ra tận nơi chôn cất. Người thân phải dìu chị và khuyên bảo chị quay trở về nhà, vì người ta sợ chị không còn đủ sức khỏe để có thể chịu đựng được nỗi mất mát ấy. Bên di ảnh của đứa con, chị khóc giàn giụa, cứ đòi theo con ra nơi chôn cất. Người thân phải dìu chị về. Anh Lê Văn Thuận, bố của Phước đã phải gạt đi nước mắt nhìn cảnh đầu bạc khóc tiễn đầu xanh và bàng hoàng không tin rằng con trai mình đã ra đi mãi mãi. Anh vẫn chưa hết hoảng loạn, không tin Đỗ Mãnh Triều Minh lại có thể ra tay sát hại con trai mình. Anh Thuận nói rằng, nhà mình đấu lưng với nhà tôi, bình thường hai gia đình có qua lại với nhau. Hai đứa chúng nó cũng chơi với nhau, chứ có mâu thuẫn cãi cọ gì đâu. Ai ngờ nó lại ra tay với con tôi như vậy. Được biết gia cảnh anh Thuận rất khó khăn, hai vợ chồng chia ly, vợ anh thì trở về huyện Bá Tước, còn anh ở lại với bố mẹ đẻ của mình ở thôn Cốc Mốc và cháu Phước. Cách đấy vài năm, anh Thuận có lấy vợ mới, nhưng sống chung được vài năm trời, do không hợp nhau nên hai người cũng đã chia tay. Cuộc sống của cha con Thuận rất khó khăn, gia đình thuộc diện vừa thoát cảnh hộ cận nghèo. Em Lê Minh Quân, học
học sinh cùng lớp với em Phước vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến người bạn của mình bị hung thủ tấn công nhiều lần vào người. Nền nhà đỏ lòm đầy huyết. Bạn của em thì ngất lịm đi trên tay của cô giáo Thanh. Cô Thanh, giáo viên chủ nhiệm của Phước, cũng tâm sự về cậu học trò mà cô thương nhất đã phải ra đi oan khuất khi những ước mơ của em vẫn chưa được thực hiện. Theo lời cô nói, Phước học lớp 5 mà chỉ nặng có 22kg, người em nhỏ thó. Thế nhưng ước mơ và hoài bão của em thì lại lớn hơn bất cứ ai. Em muốn làm cầu thủ bóng đá, em muốn thi vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng giờ đây em đã ra đi, bỏ lại giấc mơ. Đám tang của em lại càng khiến cho lòng người nặng trĩu. Cô giáo thất thần, vô cùng đau đớn về cái khoảnh khắc quá ngắn ngủi. Cô không thể nhận dạng được kẻ gây án, chỉ kịp bế xốc đứa học trò lên rồi hô hoán đồng nghiệp đưa em đi cấp cứu. Khi bế em Phước trên tay, cô cũng không hề biết là em đã qua đời. Ngày 7 tháng 1 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án chung thân đối với Đỗ Mãnh Triều Mình, sinh năm 1994, ngụ tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, về tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Minh là một người nghiện game, sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Đồng thời, Minh có nhiều biểu hiện tâm lý hoang tưởng, cho rằng mình bị hát là do anh Lê Văn Thuận, bố của cháu Phước, gây truyền nhiễm, nên hắn ta đã nung nấu ý định trả thù, chứ không đơn thuần chỉ là vì mất con gà. Biết không thể tự ra tay trả thù anh Thuận, nên khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 năm 2019, Minh đã đột nhập vào trường tiểu học nơi mà cháu Phước đang theo học và gây ra vụ thảm án trên. Với hành vi trên, ngoài bị tuyên án chung thân, Đỗ Mãnh Triều Mình còn bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa buộc phải bồi thường cho gia đình của cháu Lê Hữu Phước trên 114 triệu đồng. Các em học sinh còn lại, tùy theo tính chất nghiêm trọng khi bị thương trên cơ thể, mình sẽ phải đền bù thiệt hại từ 54 triệu đồng, 35 triệu đồng, 28 triệu đồng và 21 triệu đồng dành cho từng em học sinh. Thưa quý vị, những hành vi tội ác đều sẽ phải trả giá. Tuy nhiên, thông qua những vụ việc trên, chúng ta đều có thể nhận thức được rằng việc học cách kiềm chế làm chủ cảm xúc của bản thân luôn là một điều vô cùng quan trọng trong xã hội ngày nay. Để có thể giúp cho bản thân mình tránh nhiễm những thói hư tật xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội, tránh xa những đam mê che mờ lý trí, dễ đẩy con người đến với những hành vi vi phạm pháp luật, tự đẩy mình vào hố sâu tù tội. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Quý vị nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.